Ôi 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 ôi, tìm đường cho cháu đấy nào. Ôi 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 ôi. Lúc người dân người ta đang làm vải đây này, người ta phát hiện con chăn rất là khổng lồ luôn. Thì gọi cho anh, thì anh lại gọi bọn em ra, một mình anh sợ không bắt được. Nó cho nó là khu vực nào? Chỉ trong vườn vải mà lúc nãy người ta chạy ra mà. Bây giờ mà anh em mình sẽ phải... Thế anh nhìn vào trong cái bụi rậm rậm đây này. Ờ, vào cái bụi rậm rậm đây. Đấy, nó săn đấy, nó thấy đấy, đấy. Anh hơi đấy, nó anh hơi đấy. Anh hơi cái mùi gì đấy đấy. Ừ, anh hơi rồi đấy anh em ơi. Ôi, có trứng gì này, trứng gì này. Đâu đâu. Đây, trứng gì này. Trứng chăn rồi, trứng chăn này anh em ơi. Ui, ui. Đưa đây. Đâu. Wow. Ừ. Vỡ vỡ vỡ. Bún bún ăn, bún 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 luôn. Bún chén luôn. Mày cho nó ăn, nó ăn trứng rồi. Ui, đúng trứng chăn rồi, đúng trứng chăn rồi. Ừ. Ngon. Anh bún ơi. Những quả trứng này ăn là bởi bổ sức khỏe. Ừ, nào, nào, quả chăn đấy ăn đi. Đúng chén không? Nó ăn mất lòng đỏ lắm. Ăn mất lòng sông gì vậy? Ừ. Này à. Em phải đút à? Ờ đi, đi tìm tiếp đi. Đi. Ăn đâu? Đi. Nó vẫn đang ngửi mùi ấy. Đi đi. Ui. Nó có tha cái gì ở đây nó ăn không được nữa. Để trứng rồi. Ui, anh ơi. Để có cái hầm hầm nhà vệ sinh này. Có gì không? Ui ôi, cái đám quả nó còn con gì còn nắp bét hết này. Ngoài còn nắp bét hết. Có gì đấy? Cái khu vực này một khu vực rất là rậm rạp và âm mù này. Mình nghĩ là chắc chắn nó chỉ vẫn quanh đây thôi. Ừ. Gì quanh đây hả? Nó đang ăn người dân phát hồn nó nhả đấy. Hãy bỏ bùn ra cho nó tìm toàn nó. Không, không. Đi tìm đi, đi tìm đi. Để anh hơi đi. Nó chạy theo nó kìa. Ui ơi. Nó phát hiện ra rồi. Ui ôi, ui ôi, ôi, đây đây ơi. Ui ôi. Wow, wow, wow. Ui ôi. Kìa kìa kìa. Nó đi. Tôi phát thủ luôn. Cho bùn, cho bùn ra đây, cho bùn ra đây, cho bùn ra đây. Đưa đập nó ra này. Ui. Nó bắt bẻo lên. Con này đúng là siêu to khổng lồ đúng không mọi người? Con này rất là khổng lồ mới nhá. Bây giờ nó bắt bẻo đây là anh em chưa tìm cách bắt được nó rồi. Ui. Đấy. Wow. Đồ quá anh em ơi. Nó đang ở Tết Hủ nên anh em mình không thể bắt ngay được mọi người nhá. Nó đang cầm cừ này, đâu bắt được không? Nếu mà tầm này mà bắt được xác định nó mổ, nó sẽ quấn chết anh em mình chết luôn đấy. Ui, oh my god, đúng cái đứa cầm này. Nó cực khét rồi. Kéo nó xuống, mày kéo nó xuống nhé thằng này. Nó đẩy nó đây. Nó khỏe, nó khỏe, nó kéo nó răng, kéo răng đúng không? Nó lại chui lên kia bắt được. Bây giờ như này rất là khó này. Cho bút ra đây, cho bút ra đây. Qua cho nó bút ra đây. Thả bút ra đây. Bây giờ lại cắn đây, nó phi xuống đây. Chết giả, kéo cái nó phải kéo nó xuống nhé. Không kéo nổi. Chết rồi. Trời ơi, cái thù này bắt đầu anh em. Ngon nha, con này như cột đình kìa.
Ui ôi ui dồi. À, tìm đứa cho cháu đấy nào. Ui ừ. Buôn đi. Buôn tìm đứa cho cháu cây chắc. Con làm gì được đó. Mọi người nhé, anh em mình bây giờ để cho Bun xem là Bun có tác động chắn không xuống tông, bây giờ đưa xuống rất là khó. Cáo quá rồi, tao vừa tầm rồi. Vứt đá không nhảy thôi. Chọc cây à? Ôi. Mắt nó không nhìn lên trên đấy nhỉ. Ui hiểu không? Ui chào đấy, cười đấy, cười đấy. Giờ phải hợp sức với Bun mới bắt được nó chứ bây giờ. Ui ôi, đi tới. Ui ôi. Không được rồi, nó cao quá, vượt tầm của biết luôn rồi. Vượt tầm rồi. Sư cô giáo chưa dạy gì cao hả? Đấy, đi chào cái này. Đi. Chạy. Anh nghe túi nhá. Ừ. Khổ quá nhỉ. Buồn nó xuống. Đi xuống. Ôi. Ôi, nó đi vỡ mắt quay rồi anh em ơi. Giờ bị cái túi vào mồi và thủ cái túi vào mà cho chui vào túi cho anh các bạn ạ. Nó chui được vào đấy không? Được. Yeah, bây giờ anh phải phủ vào, giờ chỉ có hai anh em bắt thì phải tính làm sao rồi. Phủ đâu à? Phủ xong rồi em cứ vui cho lần chút. Toán trên đây để phủ đâu vào Toán ơi? Ấy. Ấy, rồi. Cái này nên hỗ trợ ông ở anh hay là ông anh từ từ thôi, từ từ. Phải gỡ lại trên kia cho các bạn có đuôi thôi. Này không nó quyền này phải giữ luôn. Đấy, nó xuống này, nó xuống này. Hơn đấy, chứ tôi không vô luôn này. Đấy mọi người thì anh em mình bắt con chăn đó thì bây giờ anh em mình sẽ mang con này về để nấu cao vậy ạ. Thì bít bún nó phát hiện ra con này thì con này bít bún này về thử nó cần thịt bò mọi nhá. Rồi cái video này của anh em mình là sẽ kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay ủng hộ cho anh em mình và chào các bạn, hẹn các bạn video nhá. Chào mọi người nhá.